Thưa quý vị, mới đây tạp chí khoa học Asian Scientist Singapore đã công bố danh sách 100 nhà khoa học có thành tựu nghiên cứu những vấn đề cấp bách về biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19. Và thật vui là Việt Nam của chúng ta có đến 5 nhà khoa học được vinh danh. Thật tự hào phải không thưa quý vị? Và trong số 5 nhà khoa học của Việt Nam được vinh danh có giáo sư Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Giáo sư Lê Thị Quỳnh Mai là một trong những nhà khoa học ghi dấu mạnh mẽ trong năm 2020 với vai trò là tổng chỉ huy quá trình phân lập thành công virus corona, đưa Việt Nam là một trong số ít quốc gia trên thế giới nuôi cấy thành công virus SARS-CoV-2. Vâng thưa quý vị, đó là nhân vật mà Nhật Trường và Hoàng Nga muốn giới thiệu đến quý vị qua câu chuyện Ai thế nào vì sao ngày hôm nay. Gặp giáo sư Lê Thị Quỳnh Mai, thời điểm này thật khó khăn, bởi chuỗi công việc không dứt khiến bà phải khó khăn lắm mới thu xếp ít phút để trò chuyện. Khi cuộc chiến chống lại virus SARS-CoV-2 vẫn chưa có hồi kết, thì những người làm công tác nghiên cứu dự phòng như bà không dám nghĩ đến tự nghỉ ngơi. Những ngày này, bên cạnh liên tục cập nhật những phát hiện mới về SARS-CoV-2, giáo sư Mai cùng các cộng sự đang thực hiện vụ nghiên cứu chủng virus có nguồn gốc từ Ấn Độ đã bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam. Có những cái vaccine phòng chống rồi, nhưng mà thật sự cái hiệu quả của vaccine có phòng được bệnh hay không thì cái đấy và phòng được bao lâu thì vẫn là những cái câu hỏi, và đặc biệt là cho những cái vấn đề phòng chống trong cái chiến lược phòng chống bệnh của Việt Nam cũng như trên thế giới. Vì vậy cho nên là tất cả chúng tôi vẫn cũng như là trên ngành khoa học trên thế giới vẫn phải tiếp tục. Ngày 7 tháng 2 năm ngoái, khi Việt Nam là một trong 4 nước phân lập thành công virus corona, đến giờ nhắc lại, cảm xúc với giáo sư Mai vẫn như còn vẹn nguyên. Chúng tôi thì rất là sung sướng, thực sự là nó cũng lúc trước đấy thì cũng có đôi chút hồi hộp. Thực sự là khi mà làm xét nghiệm sinh phân tử thì cũng chỉ là mình biết được cái dấu vết của nó thôi. Chứ còn khi mà mình phải nhìn thấy con virus bằng mắt thì lúc đấy thì mình mới thấy là đúng là mình có được nó rồi, tức là nắm được nó trong tay rồi. Việc phân lập thành công cũng như chia sẻ về loại virus mới này rất quan trọng. Thành tựu của Việt Nam còn góp phần vào việc thiết kế vaccine và các loại thuốc chống virus, cũng như phát triển các mẫu trên động vật để hiểu rõ về chủng virus mới. Là người trực tiếp chỉ đạo hơn 15 năm qua tại phòng thí nghiệm cúm và phòng thí nghiệm các tác nhân virus gây bệnh từ động vật sang người, khoa virus của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, giáo sư Mai luôn tâm niệm mọi thành quả nghiên cứu đều có đóng góp của tập thể, được nuôi dưỡng bằng chính tình yêu và lòng đam mê với công việc. Nhiều lúc cũng vẫn tự hỏi rằng là tại sao mà mình lại cứ bám lấy mà không có những cái sự thay đổi khác. Thì thật ra mà nói thì tôi nghĩ là với cá nhân tôi thì tôi nghĩ là sẽ rất là thú vị nếu mà chúng ta có thể mà tìm hiểu được những cái thế giới của cái gọi là cái vi sinh vật mà rất là nhỏ bé, mà khi mà những cái vi sinh vật đấy nhưng mà cái tác hại của nó với lại cả sức khỏe của con người cũng như là sức khỏe của động vật rất là lớn. Một trong những quả ngọt mà giáo sư Lê Thị Quỳnh Mai và tập thể phòng nghiên cứu có được là giải thưởng Kovalevskaya năm 2019 cho công trình khoa học về cúm. Hơn một năm qua, sự trưởng thành của các đồng nghiệp trẻ trong cơ quan đã truyền động lực, thậm chí tạo áp lực giúp giáo sư kiên định và vững vàng hơn trong quá trình tìm hiểu và nắm bắt loại virus nguy hiểm này. Hình ảnh tận tụy của giáo sư Lê Thị Quỳnh Mai trong công việc đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nữ nhà khoa học trẻ Việt Nam.